Chào các bạn, đó giờ thì chiếc máy tính đắt nhất bạn từng sử dụng có giá bao nhiêu? Mình thì có giá là 30 triệu, lúc mà cách đây 4 năm mình mua để sử dụng làm YouTube, nhưng mà bây giờ thì bán lâu rồi. À, ngoài ra thì còn có chiếc MacBook này, mình mua với giá 50 triệu, với mục đích là thuận tiện sử dụng khi mà đi du lịch. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc máy tính của bạn mình có giá trị là 500 triệu. Mình cũng đang rất là tò mò, không biết là chiếc máy tính trị giá 500 triệu nó trông như thế nào và nó hoạt động ra sao nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chiếc máy tính đó nha. Hy vọng là các bạn thích vlog này và đừng quên nhấn like và chia sẻ để ủng hộ cho mình. Mình hẹn qua nhà bạn mình lúc 6 giờ chiều nhưng bây giờ mới 1 giờ trưa à. Nên chắc bây giờ mình sẽ đi vòng vòng và kiếm cái gì quay trước nha các bạn. Happy, đang nhìn gì á? Hả? Chứ kìa, quay bỏ đi luôn rồi. Đi thôi. Mình đang qua chung cư để thăm mấy bé mèo. Alo, anh tới anh à, xuống đón anh đi. Hello Toby. Toby. Hello Tuna. Fox, đi đâu à con? À, những bạn nào có biết chung cư này và ở cùng tầng với mình thì cũng đừng qua phòng mình phá bấm chuông nha. Tại vì những lần trước thì có người qua phá bấm chuông, nhưng mà thật ra thì mình không có ở trong cái căn nhà này. Trong căn nhà này thì chỉ có hai anh quay phim thôi. Thế nhá, đừng có qua đây kiếm mình. Hai anh quay phim có súng đó, anh cọc lắm, coi chừng anh bắn đó. Những mặt các bạn, dùng chân quá. Nani? Nãy giờ nằm chơi thì mình mới nảy ra một ý tưởng, đó là cho mèo thử ngửi mùi sầu riêng để xem nó có thích sầu riêng hay không. Mình thật ra là mình là một người rất là cuồng sầu riêng, còn các bạn thì sao? Nhớ để comment bên dưới cho mình biết nha. Mình lựa sầu riêng nhưng mà sầu riêng chưa chín thì mình quyết định mua kem để cho mấy con mèo ăn thử coi ăn kem phản ứng nó như thế nào. Còn bây giờ thì xếp bịch thôi. Bịch nào trước coi? Thơm lắm á. Trời ơi, cây kem sầu riêng nó béo lắm á. Ồ, nhìn liền, khoái khoái. Hửi, thơm chưa? Ôi, liếm liếm rồi kìa. Có vẻ là lạnh. Phóc đang ăn rất là khí thế các bạn ạ. Ôi liếm khí thế luôn á. Toby rồi. Toby. Ôi làm cái gì nằm mặt đù hả Toby? Tuna. Ừ, Tuna khoái luôn. Trời, liếm thử con. Món này ngon lắm nè. Ôi, nó liếm thục vô một lỗ luôn rồi nè. Nó lõm vô nè. Tuna. Có vẻ Phọc rất là thích món kem này. Đang liếm gần nửa cây rồi các bạn ạ. Bây giờ mình không có cho Phọc ăn nữa đâu. Mất công sợ nó đau bụng á. Dạ Phọc ơi. Trời ơi, Toby liếm mà một mắt vừa ngủ một mắt vừa liếm luôn. Giới thiệu với các bạn thì đây là công dụng của chiếc ván trượt. Ngoài trượt ra thì nó còn có công dụng chở hàng nữa. Hồi nãy thì mình có mua 50kg cát mèo để bưng lên, nhưng mà mình bưng không nổi nên bây giờ phải sử dụng cái ván trượt này để bưng vô phòng. Ê, lố à bạn ơi. Gịch vô. Eww. Ôi. 6 giờ chiều và bây giờ mình sẽ dẫn mấy bé mèo đi chơi công viên. Đâu, quay mặt coi. Điều dễ thương. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà. Và bây giờ mình sẽ dẫn mấy bé mèo ở đây đi dạo. Nhưng mà ra nhà thờ Đức Bà thì chắc chắn là một món phải thử. Không phải phải thử mà tại mình đói bụng quá. Nên chắc là vô ăn vài cái bánh tráng nha các bạn. Samoa nằm lên cỏ luôn các bạn à. Ở đây có mấy người nước ngoài nè, mỗi lần mà đi ngang thấy mấy con mèo á nên mấy anh mấy chị tò mò lại chụp hình. Ở
Các bạn à, dẫn mấy bé mèo ra cái công viên này chơi á, nhưng mà mấy bé mèo nó lỡ bậy nên bây giờ ở đằng kia có hàng quay phim đang ngồi lắp mèo để mình cho bạn coi. Đây, hàng quay phim đang ngồi lắp mèo đây các bạn. Sam và Tao Bo. Tám giờ tối, hiện tại thì mình đã đưa mấy bé mèo về nhà rồi. Và bây giờ mình sẽ qua nhà bạn mình để review dàn máy tính 500 triệu cho bạn xem nha. Nhớ nhấn like để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn, hiện tại là mình đang có mặt trong một căn phòng có tất cả đồ công nghệ. Không phải có tất cả mà là có nhiều đồ công nghệ. Và những món đồ gaming này có giá trị hơn 500 triệu đồng. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ Sam giới thiệu coi những món đồ này là gì và tại sao nó có giá trị hơn 500 triệu đồng nha các bạn. Ok, chắc là đầu tiên là về cái dàn máy tính này thì đây là một cái dàn máy tính. Về thùng CPU này có giá bao nhiêu Sam? Tổng giá thùng CPU là 270 triệu. 270 triệu. Đặc biệt là hai con kẹt ngoài Việt Nam chỉ có 5 con, ngoài đây đã 2 con rồi. Hai con kẹt mà Việt Nam chỉ có 5 con thôi. Thì hồi nãy mình coi cấu hình cái dàn máy này là Core i9-9900KS. Đây, xịn chưa các bạn? Cái đồ họa này là 2080 Ti. Đây, để mình cho các bạn coi cấu hình nha. Intel Core i9-9900KS, RAM 32GB. Lít qua phần kẹt đồ họa đi em. Kẹt đồ họa RTX 2080 Ti, 2 con. Màn hình sao nè Sam? Đây là màn hình 80 triệu. Ghê. Độ phân giải 2K 200 hẹp. Mắt ở 200 hẹp. Ok, vậy là nãy giờ thùng máy hồi nãy em nói 250, màn hình 80 triệu nữa là 330 triệu rồi. Còn bây giờ gear với lại loa, nói linh tinh này là 30 triệu chẳng. Linh tinh này là 30 triệu. Vậy là nãy giờ nhiêu ta? Mình dở toán lắm. Nhiêu 250, 80 triệu, 330 cộng 30 là 360. Ok, vậy là cái dàn máy tính này trị giá là 360 triệu. Và hai cái ghế này là hai cái ghế gaming. Và mỗi cái ghế có giá là 15 triệu, hai cái là 30 triệu. Tức là bây giờ 390 triệu rồi. Nhưng mà vẫn chưa hết các bạn à. Bây giờ mình sẽ cho bạn coi thêm hai con laptop nữa. Đây phải là một clip quảng cáo. Đây là con Mothership, một con kiểu Surface của Microsoft á, sơ sơ là 180 triệu. 180 triệu nha các bạn. Các bạn có thể search trên mạng Mothership, tức là thuyền gì ta? Thuyền mẹ. Thì cái laptop này có cấu hình là Core i9-9980HK. Này bàn phím mà còn màn hình với nguyên cái bộ CPU nằm trong này hết rồi. Gọn trong này hết. 180 triệu trên tay. 180 triệu trên tay. Giống dạng chờ không ha. Còn cái laptop tiếp theo thì có giá trị là 80 triệu. Đó. Đây cái nón siêu nhân đây. Nhiều bạn thắc mắc là mình mua nón siêu nhân ở đâu. Thì nón này là mình mượn nha. Các bạn thấy chữ là Mighty Morphin Red Ranger. Đó. Hàng này là order nước ngoài. Chắc để bây giờ mình sẽ tắt đèn cho các bạn xem rõ cái căn phòng này nó như thế nào nha. Yeah. Xin sò cho các bạn. Được không? Được không? Các bạn thấy căn phòng này được không? Hơn 500 triệu á. Xong. Các bạn thấy dàn máy tính này như thế nào? Nhớ để lại comment bên dưới cho mình biết nha. 10 giờ tối và hiện tại là mình đã về tới nhà. Và cảm ơn anh Hoàng Tô rất là nhiều đến từ hội Việt Nam Gaming Setup đã cho mình có cơ hội chiêm ngưỡng được phòng máy, một cái dàn máy trị giá hơn nửa tỷ đồng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng là các bạn thích video clip này và đừng quên nhấn like và chia sẻ để ủng hộ cho mình. Và các bạn nghĩ sao về dàn máy này? Nhớ để lại comment bên dưới cho mình biết nha.